Thế định xin chào toàn thể của anh chị nha. Hôm nay lại là ngày thứ bảy rồi của anh chị ạ. Một tuần trôi qua rất là nhanh. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022. Và Thiên Định đang có mặt tại Vinomotion Park. Và hôm nay thì tại Vinomotion Park thì thời tiết không đẹp lắm, mà đang khá là âm u, có sương mù đấy. Nhưng mà Thiên Định thì bật máy quay lên thử thì vẫn có thể quay được, và thấy thì hình ảnh nó vẫn ok, chúng ta vẫn có thể xem được. Cho nên Thiên Định tranh thủ để quay luôn, để giới thiệu cho anh chị chúng ta luôn, đúng không ạ? Chúng ta không bị lỡ nhịp các cái ngày cuối tuần. Lịch thì lúc nào cũng cuối tuần là Thiên Định sẽ quay và giới thiệu cho anh chị xem, đúng không ạ? Đấy, Thiên Định thì đang ở ngay trục đường 30m, nhưng mà ở bên này là đang 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 ở cái đoạn đường này là đường Hải Đăng. Đấy, thì bên trái của chúng ta là S106 này. Đấy. Thiên Định đang hơi xa đường 52m, Thiên Định đi dọc trục này, đi thẳng lên là Bùng Binh S212, ra đường 52m. Còn đây là Thiên Định đang ở gần ở cái đoạn khu Sapphire, và đây là S106. Đấy, bên trái đây là S105 anh chị nhá. Thì bây giờ là hiện tại là chủ đầu tư, cô chú anh chị nhìn em ạ, bên phải của chúng ta, bên trái của chúng ta là chủ đầu tư vừa mới vẽ thêm những cái lót, những cái vị trí đậu xe mới. Đấy, có những cái vạch để xe chúng ta có thể đậu ở đây. Thì bây giờ là chúng ta có thể đậu xe ở trên đường này rồi. Trước đấy thì là chủ đầu tư chưa có vẽ những cái vạch này ra, đúng không ạ? Chúng ta mà đỗ là sẽ bị khóa xe. Nhưng mà hiện tại thì là chủ đầu tư thấy được là rằng là đúng là bây giờ là cái tình hình xe nó hơi quá tải ở các cái nhà xe 5 tầng cũng như là ở trên tầng hầm, cho nên là chủ đầu tư bố trí luôn những cái vị trí đỗ xe trên ngay cái lòng đường luôn, đúng không ạ? Đường nào cũng vậy nha, bây giờ đường nào cũng được đỗ xe đấy, như bên này cũng vậy. Đây các chị nhìn đúng không ạ? Những cái lót đậu xe này là vừa mới được vẽ thêm. Đấy. Bên này là đang bên Sapphire 2, và Sapphire 1 thì Thiên Định đi vòng chung cư một xíu. Đấy. Lâu rồi thôi Thiên Định cũng không 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 lượn sang chung cư nhiều. Đúng không ạ? Chung cư thì mọi người đợt này là mọi người về ở rất là nhiều rồi cô chị ạ. Tình hình dịch bệnh thì mọi người di cư về Vinomotion Park Thiên Định phải nói thấy là rất là đông. Đấy. Các cái hoạt động sinh hoạt như là thể dục thể thao này. Đấy, rồi tennis này. Các cái hoạt động hầu như là ở dự án của chúng ta thì vẫn mọi người vẫn 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 được chơi, và vẫn được kiểu như là các cái buổi cuối tuần thì những cái hội như hội Vinhome Ocean Park Running thì vẫn tổ chức các cái hoạt động chạy, đúng không ạ? Rất là vui anh chị ạ. Kể cả như hôm nay là thứ bảy, thời tiết có xấu nhưng mà đội chạy vẫn vẫn chạy bình thường. Hôm nay thì thời tiết nó vẫn rét đấy, như đợt tuần vừa rồi đến bây giờ thì nó vẫn rét, và hôm nay thì có thêm sương mù. Bên phải của chúng ta là hồ san hô, bên trái của chúng ta đây là S203, S2 tiến lên là S202 và tiếp theo là S201. Thì ở đây là chúng ta thấy tòa nhà Technopark rồi, đúng không ạ? Cảm giác bây giờ xe đậu lên trên mặt đường thì trông lại vui hơn, lại đông hơn. Đây đây này, những cái xe này không biết sao là vẫn đậu trong slot nhưng mà lại vẫn bị khóa xe này, vẫn bị khóa bánh này. Đây, cũng không hiểu tại sao, khả năng là có thể là đậu lâu quá hay là như nào đấy thì Thiên Định cũng chưa rõ. Vẫn là đậu trong những cái slot đậu xe nhưng mà vẫn bị khóa bánh bình thường nha. Khóa cả lọt này luôn. Thiên Định đi thẳng một đoạn đây lên Technopark luôn, Thiên Định quay lại nhá. Bên phải của chúng ta là hồ san hô, thì là cả một cái dãy gọi là khu phức hợp thể thao về tập gym luôn, rất nhiều máy và có rất nhiều màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ đấy.
kiểu như là các cái máy, các cái đoạn khác nhau thì lại bố trí những cái máy có cái màu khác nhau. Đấy, rất là hay. Mà cô chú anh chị chúng ta, Thiên Định chia sẻ luôn, cô chú anh chị chúng ta mà tập hết tất cả các cái máy ở đây thì là cũng mệt đấy. Tại vì ở đây thì là tại vì mỗi màu mỗi loại khác nhau, nhưng mà mỗi khu nó lại bố trí những cái máy khác nhau anh chị nhá, không phải là giống nhau đâu. Đấy. Đấy, ra đây là ra đầu đường 52 này. Rẽ phải là chúng ta đi ra ngoài và đi đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đúng không ạ? Còn đây là đầu đường 52. Nhìn ở đây là chúng ta có thể thấy rõ được là trường đại học In Uni này. Có sương cho nên gọi là nó hơi hơi mờ. Đấy, trường đại học In Uni đấy, lấp ló lắm, sương. Đường 52 anh chị nhìn thấy rộng không ạ? Rất là rộng. Ngay đây là tòa nhà Techno Park, tòa nhà cao nhất tại Vinhome Ocean Park, biểu tượng của Vinhome Ocean Park đây anh chị ạ. Thực ra bây giờ tòa nhà Techno Park là một trong những cái tòa nhà thông minh, và vừa rồi là được Thiên Định cũng không nhớ lắm, nhưng mà cái hệ thống đèn LED là được được cái dãi gì đấy. Tại vì ở đây là cái hệ thống đèn LED của tòa nhà Techno Park nó cực kỳ gọi là hiện đại luôn anh chị ạ. Vẫn rất là đẹp luôn. Bây giờ là mọi người vào và làm việc rồi. Các cái đơn vị rồi các cái tổ chức cũng đã thuê và bây giờ đã lên Techno Park làm việc rồi nha chị nhá. Bây giờ tầm buổi trưa mà đi ăn là từ Techno Park đi ra rất là đông luôn rồi. Đây, như bên tay phải là bên xe buýt này quý chị ạ. Xe buýt là bây giờ là mọi người, những cái tuyến xe buýt này là chạy thẳng sang bên bên phố của chị nhá. Bây giờ không phải là đi trong nội khu của dự án nữa mà đi sang bên phố. Thiên Định nhớ không biết là hình như có 3 tuyến hay sao đấy. Đây, đây là tòa S101 bên tay trái của chúng ta đây này. À là tòa S201 bên tay trái của chúng ta đây. Đấy, xe đậu rất là nhiều, nhưng mà xe đậu ở đây thì là bị khóa này, Thiên Định cũng thấy đang bị khóa bánh này. Bên tay trái của chúng ta là nhà để xe nỗi 5 tầng. Thì những cái vị trí đỗ xe này ấy, thì mọi người trước sau thời gian 6 giờ chiều mà chúng ta chưa xuống hầm chúng ta để xe thì chúng ta bắt buộc phải lên để xe tại nhà để xe 5 tầng nha quý chị nha. Đậu cả dọc lối này là bị khóa hết đây. Thực ra là chắc là vẽ ra để cho mọi người để xe, nhưng mà bây giờ là chưa áp dụng để xe trên này cho nên vẫn bị khóa. Khả năng là thời gian tới mới được để, còn bây giờ thì chưa được để. Đấy, bên trái của chúng ta là S209, bên phải của chúng ta là S210. Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội rất là căng thẳng, bây giờ ngày nào cũng toàn gần 3.000 ca nhiễm đúng không chị, cực kỳ nguy hiểm luôn. Nhưng mà tại vì là mọi người ai cũng đã tiêm phòng rồi cho mọi người cũng đang rất là chủ quan. Nhưng mà hôm trước đấy, hôm trước thì mình có chia sẻ là cô chú anh chị chúng ta mà tiêm phòng rồi nhá, nhưng mà cũng nên tiêm cái là phế cầu 13 ấy và vaccine phòng cúm ấy, thì hai cái đấy nó sẽ là kể các cô anh chị chúng ta có nhiễm nó cũng sẽ không bị nặng và nó sẽ không để lại những cái triệu chứng di chứng về sau nhiều đấy. Còn bây giờ mà kể cả chúng ta đã tiêm vaccine rồi nhưng mà chúng ta mà bị nhiễm đấy, dù chúng ta không bị nặng nhưng mà chúng ta sẽ bị những cái di chứng sau này nó rất là nguy hiểm. Đấy, bên tay trái của chúng ta là S101, bên tay phải là những block
cao tầng của bên dự án Mastery Wonderful. Ok, bây giờ thì định sẽ sang bên khu thấp tầng nha. Tiện ích của Mastery Wonderful thì rất là đẹp, như là nó cũng dành chủ đầu tư Mastery Home cũng dành cho một quỹ đất rất là lớn ở vị trí trung tâm của hai block để làm tiện ích này, cảnh quan cũng như vườn nướng rất là đẹp luôn. Tiến định đang thấy là cái khu này là khu mỡ luôn, cái tiện ích này tiện ích mỡ, kể cả cư dân của Vinhome cũng có thể vào trong này chứ. Cho con cái vào đây chơi được. Đấy. Còn ở giữa đây có hai block thương mại dịch vụ, hiện tại thì cũng chưa thấy mở bán nha. Cái thằng này thì cũng của chủ đầu tư Mastery Home luôn cô chị ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn, vị trí trung tâm. Thằng này sau này thì là chắc chắn sẽ rất là hot luôn, đúng không ạ? Đây, chúng ta đi ra trục đường tầm 2 mét. Hôm nay thì là thứ bảy đấy, nhưng mà tại vì thời tiết sương mù như này thì chắc là mọi người cũng không đến dự án đông, không đến dự án nhiều. Thời tiết mà lạnh lại có sương mù như này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quay lại nha. Quay lại chúng ta đi theo đường trục đường ven hồ nha. Đối với sản phẩm thấp tầng. Ok, Thiện Định vừa đi lại bị lại có cuộc gọi tới rồi anh chị ạ. Đấy, thì Thiện Định đang đi ở đây là trên trục đường 52m này, làn trong này. Thiện Định đang đi ra san hô này. Về sản phẩm thấp tầng thì nếu như có như chúng ta ai đã theo dõi từ trước thì biết được rằng là giá của những cái sản phẩm thấp tầng thời gian vừa rồi tăng rất là cao, đúng không ạ? Tăng rất là cao. Và đến thời điểm này thì giá của nó đang bị chững lại. Đấy, cái lượng mua bán nó ít đi, đúng không ạ? Và mọi người đang trông chờ và ngóng chờ sang cái dự án mới, đó là Vinhome Dream City Hưng Yên. Đấy. Thì theo Thiên Định nhận thấy được rằng là với cái mức giá hiện tại chia ra mét vuông thì phải nói là Vinhome Motion Park tăng với cái độ tăng giá trong cái thời điểm ngắn hạn nhưng mà tăng rất là nhanh. Đấy. Và chắc chắn rồi là không có cái gì có thể tăng mãi được, đúng không ạ? Trước đấy, trước cái thời điểm chững là Thiên Định đã có những cái video phân tích rồi. Chắc chắn ai mà theo dõi video thường xuyên của Thiên Định đều có những cái nhận định mà chúng ta đi theo những cái video đấy, đường hướng đấy thì chắc chắn là chúng ta đều rất là ok. Đấy. Nhưng mà với cái mức giá tăng trưởng như vậy so với tiềm năng thực sự của nó thì giá của Vinhome Motion Park sau này còn tăng rất là nhiều. Nhưng khi bây giờ chúng ta đang cầm hàng, chúng ta đang sở hữu những cái căn, cô anh chúng ta là khách hàng đầu tư, thì cô anh chúng ta xác định rằng là chúng ta phải giữ nó trong một cái khoảng thời gian dài hơi hơn. Đấy, nó sẽ dài hơn, nó không có thể là mua bán lướt nhanh trong vòng một tuần, đúng không ạ, hay là một tháng, mà chúng ta phải kéo dài qua trong đó nơi tầm khoảng 5 đến 6 tháng gì đấy. Khi nào mà chủ đầu tư triển khai thêm những cái tiện ích đẳng cấp tiếp theo như Vinpearlland thì chắc chắn lúc đấy giá trị của nó sẽ tăng một cách đột biến. Còn thời điểm này là cái thời điểm đang là cái thời điểm giá cao, đúng không ạ? Chạm cái hầu như là gần đến với cái dự án mới, cho nên mọi người đều là mong chờ. Những cô anh chị chúng ta đang cầm tiền thì chúng ta đang suy nghĩ, đang tính toán, đang ngập ngừng không biết có nên mua đầu tư luôn thời điểm này hay không, hay là nên đầu tư sang dự án mới và chờ đến dự án mới thì nó đến khi nào, đúng không ạ? Vinhome Dream City Hưng Yên, Thiên Định chia sẻ với quý anh chị chúng ta một điều rằng là nó còn thời gian còn rất là lâu nữa chủ đầu tư mới ra hàng quý anh chị nhá. Thiên Định là người nắm thông tin hầu như phải nói là cực kỳ sát. Đấy,
Thiên Định Chat thật sự luôn, tại vì Thiên Định có những cái mối thông tin nó rất là sâu sắc luôn, để chúng ta có thể biết được là thời gian nào là ra hàng, giá cả như thế nào, đúng không? Mua bán như thế nào. Và cô anh chúng ta phải hiểu rằng một điều rằng là tất cả những cái gì nó sẵn sàng chưa chắc đã sẵn sàng nó đã xong, đúng không chị ạ? Nó còn rất nhiều yếu tố mà đôi khi nó những cái gì nó không mong muốn nó xảy ra thì là nó sẽ bị chậm hay là bị ấy, nó rất nhiều các yếu tố để mà chúng ta có thể là chủ đầu tư có thể ra được hàng, của chị nhá. Cho nên cô chị chúng ta đừng quá mong chờ quá, mà chúng ta để những cái dòng tiền của chúng ta, để dòng tiền mặt của chúng ta để mà sang năm là tình hình cái lạm phát nó tăng cao, đúng không ạ? Đồng tiền của chúng ta giá trị mất đi. Đấy, cô chúng ta phải có cái nếu chúng ta không mua bất động sản, chúng ta nên một là mua đô, hai mua vàng. Đấy, ba chúng ta có thể để vào một số các bất động sản nào nó có tính thanh khoản tốt đấy, đúng không ạ? Để chúng ta chờ dự án, còn không thì quý anh chị chúng ta lựa chọn những cái căn mà đang có giá tốt tại Vinhome Ocean Park, chúng ta vẫn có thể là ok được. Tại vì những cái căn giá tốt và thấp hơn so với thị trường là chắc chắn sẽ có tính thanh khoản hơn, đúng không ạ? Đấy. Ở đây là đang trục đường Hải Âu 01 của anh chị nhỉ. Trục đường Hải Âu 01 này thì là cái trục đường mà hiện tại cái mức giá của nó những cái căn 280m hiện tại giá rẻ cũng rơi tầm khoảng 88 đến 90 tỷ một căn chị ạ. Giá của nó dù có tăng cao, nó có chững, nhưng mà thực ra những người cầm hàng đều là những người có tiền, những người có tầm tài tính rất là khủng bố luôn. Cho nên gọi là những nhà đầu tư đấy họ hầu như họ không có xu hướng bán rẻ. Đấy, mà họ luôn luôn đưa ra cái mục tiêu giá là phải như thế này người ta mới bán. Đấy, dưới giá này là không bán, đúng không ạ? Thì đấy, trừ khi là những chủ đầu tư, những nhà đầu tư đấy người ta cần rút vốn gấp thì người ta mới đưa những cái mức giá hợp lý thôi. Và Thiên Định chia sẻ rằng là nếu anh chị chúng ta mà có được cái dòng tiền mặt hiện tại thì chúng ta có rất nhiều cơ hội chúng ta lựa chọn cho mình những cái sản phẩm để chúng ta đầu tư trong thời điểm này anh chị nhá. Thiên Định lại đang có cuộc gọi đây. Đấy, vừa rồi có cuộc gọi của anh chị ạ. Thiên Định phải tắt đi, Thiên Định lại phải quay lại được. Xe buýt bây giờ thì là rất nhiều các bến xe buýt, kể cả bên thấp tầng, bên cao tầng thì là đặt rất nhiều các trạm xe buýt để có thể thuận tiện cho cô anh chị chúng ta có thể là bắt những cái tuyến xe nó thuận lợi. Ngay dưới các cái đường nhánh là cũng có những cái tuyến xe buýt luôn để cô anh chị chúng ta có thể là bắt được xe. Thời điểm này thì hôm nay âm Thiên Định nhớ không nhầm âm hôm nay là 13 rồi. Thì còn có mỗi mà tháng này là còn tháng thiếu nữa cơ. Đấy, tính ra là còn có 16 ngày nữa các anh chị nhá. Còn có 16 ngày nữa là đến Tết thôi. Đấy. Thì chắc chắn thời điểm này là cái lượng mua bán nó cũng chậm hơn. Đấy, chắc chắn là lượng mua bán nó cũng chậm hơn. Năm nào cũng vậy chứ không phải là riêng năm nay. Thì là xác định là bây giờ cô chú anh chị chúng ta xác định là từ bây giờ đến Tết là thị trường nó sẽ bị lắng đọng lại rất là nhiều. Đấy, nó chậm lại. Đấy. Còn chắc chắn ra Tết nó sẽ có một cái bước ngoặt mới, đúng không ạ? Thiên Định cũng tin chắc rằng nó sẽ còn giá cả nó còn có sóng, còn thay đổi hơn rất là nhiều. Đấy. Còn như thế nào đấy thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, cho nên Thiên Định không nói trước được bất kỳ điều gì cả. Cái này là Thiên Định chia sẻ cũng như là đưa ra những cái phân tích hiện tại thôi, đúng không ạ? Còn nếu anh chị nào chúng ta ai mà có nhu cầu tìm hiểu về Vinhome Dream City Hưng Yên thì có inbox trực tiếp vào Zalo của Thiên Định qua số điện thoại Thiên Định để trên màn hình nhá. Đấy, có những cái thông tin gì Thiên Định sẽ cập nhật luôn cho anh chị luôn. Đấy, những cái thông tin của Thiên Định thì Thiên Định chia sẻ luôn là nó sẽ là những cái thông tin rất là chính xác và nó là sát nhất với thị trường. Cho nên cô chú anh chị chúng ta yên tâm một điều rằng là có những cái gì nó đều là chuẩn hết, đúng không ạ? Hầu như là mọi người đang mong chờ Vinhome Hưng Yên rất là nhiều, thì Thiên Định chia sẻ luôn là Vinhome Hưng Yên sẽ có sóng đầu nó sẽ rất là mạnh, còn mạnh như thế nào nó phụ thuộc vào một số các yếu tố. Thì
nếu như cô chú anh chị chúng ta là cái người đầu tư sành sỏi rồi thì chúng ta chỉ cần nhìn qua cho nên chúng ta biết được, đúng không ạ? Và rồi đầu tư thì đã xác định được là đầu tư rồi thì chúng ta cũng cần phải phân tích xem là nên đầu tư khu nào, nên đầu tư dãy nào, nên đầu tư căn nào, nên đầu tư sản phẩm nào để có tính thanh khoản tốt và cái tiềm năng tăng giá trong tương lai nó cao, lướt sóng hay để lâu dài. Đấy, thì chúng ta phải ngồi lại và phân tích của anh chị ạ. Nó có rất nhiều yếu tố để anh chị chúng ta có thể là đưa ra một cái quyết định đầu tư đúng đắn và chính xác, đúng không ạ? Và chắc chắn rồi Thiên Định sẽ chia sẻ hết tất cả những cái điều đấy để giúp anh chị chúng ta thấy được là mình khi mình đầu tư một sản phẩm nào với một cái dự án nào đấy như dự án Vinhomes Dương Yên thì chúng ta 100% là chúng ta tự tin chúng ta chiến thắng anh chị ạ. Chắc chắn là 100% chúng ta tự tin và chiến thắng. Ok, Thiên Định hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần thì Thiên Định cũng xin chúc quý anh chị chúng ta luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui nha. Cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi. Tháng này cũng là tháng cuối cùng của năm mới rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng mong chờ năm mới một năm rất là khó khăn, mong chờ là sang năm thì tình hình nó sẽ khởi sắc hơn nhiều, dịch bệnh Covid được khống chế và nó sẽ ổn định hơn, tình hình kinh tế ổn định hơn, đúng không ạ? Dòng tiền được hỗ trợ nhiều hơn và sang năm là một cái năm mà Thiên Định cũng mong muốn rằng tình hình bất động sản nó sẽ bùng nổ để chúng ta có được cái gì đấy, có cái kênh đầu tư mà chắc chắn bỏ tiền vào nó sẽ sinh lời cao, đúng không ạ? Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chúng ta ở những video tiếp theo nha. Thiên Định xin chào.